Bây giờ là vô nhà cô Tư mà thật sự là phải là mười mấy năm mà chưa có vô, nhưng là trong đây có một cái anh, có một thằng em nó bị về cái đầu á, nó bự con lắm, nên là hồi hộp vô có phản ứng nó thế nào nha. Đường vô rất là bí ẩn nè, không phải giỡn đâu nha. Hồi hộp lắm nha. Đây là cô Tư. Cô Tư là em của ông già. Thằng này nó có vấn đề nè.